xanh tình đổi thay. Hello tất cả bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, anh đang test một chiếc vòng số cao cấp đến từ thương hiệu CIF và model là A6. Đây là một dòng vang cá heo. Dòng vang này thì nó khả năng xử lý nhạc nó đẳng cấp đó, đẳng cấp trên mọi dòng vang, tất cả dòng vang như kia các nhá. Tiếng nhạc thì chưa chắc các nhá. Mấy con này thì nó là trong sáng, chi tiết và ngọt nịm. Mấy thì cực kỳ là dẻo con này. Mấy nó rất là sang chảnh, eco nó mượt và eco nó dẻo và mượt lắm nhá. Con này là xét cho em Lưu bên Lâm Định với 4 chế độ. Chế độ 1 là eco gì vật, chế độ 2 mic mỏng, chế độ 3 là gì vật, 4 eco. Đây, to nhỏ nhạc này. Đây, to nhỏ nhạc này. Đây, to nhỏ mic này. Chọn cổng vào này. Cái này thế kết hợp với quang quá nhá. Chỉ một tay được. Đấy. Thế mic thì rất là bay. Lên 4 6 7 1 2 4 6 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
cắm cho anh này. Tức là em cắm thẳng vang đẩy luôn nhé. Cắm thẳng vang đẩy luôn. Đây. Lỗ cái cổng mà là đây. Đấy, cắm hai cổng xuống đẩy này. Còn súp là súp center. Nhạc thì cắm vào in 1. Đấy, cái có quang nhá. Quang cạnh nó. Ok chưa? Thế là xong nhá. Hay lắm, nói chung là quá hay luôn. Thì anh để cho em cái độ khởi động này. Khởi động nó ban đầu ấy mic là 25. Mic là 25. Nhại là 44. Nhạc khởi động là 8 thôi. Nên quá trình em hát mà cảm thấy nó lặng ấy thì em phải tăng cái volume mic lên một tí này. Ít nhại tăng nhại, nhiều nhại đây. Này trắng thử tinh luôn. Đây, tăng giảm nhại đây. Hiện tại là đang ấy này. Đang nhại 44 thì có thể giảm tăng đi. Mic 25 nếu lặng thì tăng lên vài bôn nhá. Vài bôn này. Thì trên điều khiển cũng thế nhá. Nhạc khởi động 8 thì nhạc music này. Đây chỉnh bằng tay được nhá. Tất cả hết bằng hết được hết. Ok. Rất hay luôn. Là hay lắm. Chất lưu luôn. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì anh cũng yêu dù chỉ toàn lấy yêu phiền. Chỉ vì anh mic thì để tầm anh để khởi động 25. Nhạy 44 tăng giảm cho mình nhé. Lặng nó tăng lên. Mic xua để anh khoảng 12 rưỡi thôi. Một mic xua ấy để 12 rưỡi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.